Ông Nguyễn Văn Trạng và bà Nguyễn Thị Lượm, ngụ thôn 6 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình thắc mắc về việc gia đình ông bà có đất bị thu hồi để thực hiện dự án khu tổ hợp hóa dầu miền Nam ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, nhưng không được bố trí nền tái định cư. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Rạng và bà Nguyễn Thị Lượm trình bày, tháng 10 năm 2014, gia đình ông bà nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc thu hồi 4.295 m vuông đất của gia đình ông bà tại địa chỉ thôn 6 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để thực hiện dự án khu tổ hợp hóa dầu miền Nam. Diện tích đất này đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 14 tháng 9 năm 2000. Trong phần diện tích đất được cấp này có 300 m vuông đất ở và 4.222 m2 đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Rạng cho biết trong quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông ngày 25 tháng 4 năm 2014, phê duyệt tổng mức bồi thường hỗ trợ là gần 830 triệu đồng và không được bố trí nền tái định cư. Gia đình ông Rạng cho rằng việc này chưa thực sự phù hợp vì gia đình ông có 300 mét vuông đất ở bị thu hồi. Cái nguyện vọng của tôi xin nhà nước là có một cái là thu hồi đất mà hai đợt thu hồi là hết năm ngàn năm ngàn trong đó có 300 trăm mét thổ cư mà không có lô tái định cư nào hết động tôi là xin là các cơ quan xem xét gia đình tôi có bảy người con nữa xin cho mấy lô đất tái định cư thôi đó là nguyện vọng cái tiền tôi không đòi hỏi gì nữa Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Dương, tổ trưởng tổ nghiệp vụ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu cho biết, việc thu hồi và bồi thường đất đối với gia đình ông Nguyễn Văn Rạng đúng theo quy định. Còn việc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu không xét bố trí tái định cư cho gia đình ông Rạng. Ông Dương cho biết, trong quá trình xác minh, kiểm kê đất để thu hồi, cơ quan chức năng xác định tại thư đất mà gia đình ông Rạng bị thu hồi, dù có đất ở nhưng không có nhà ở trên đất. Ngoài ra, gia đình ông Rạng đã có nhà ở ổn định tại một vị trí khác ở cùng thôn, nên không được xét cấp nền tái định cư. Ông Dương cũng cho biết thêm, vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có công văn bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Rạng.